Những ngọn lửa bốc cao tới gần 1 km, những thùng hóa chất nổ văng tung tóe, đứng cách xa hiện trường cả trăm mét vẫn cảm nhận được sức nóng và mùi hóa chất nồng nặc. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ cháy bùng phát tại nhà kho của công ty Sakata từ 16 giờ ngày 18 tháng 9. Lúc này, có hàng chục công nhân và chuyên gia người Nhật làm việc, nhưng tất cả đã chạy thoát. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương huy động toàn bộ hơn 20 xe chữa cháy đến hiện trường, bao gồm cả xe thang nâng để phun nước. 10 xe chữa cháy từ thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng tới tiếp viện. Có khoảng từ 300 đến 400 người làm việc tại hiện trường vụ cháy. Lửa đã bắt đầu lan hầu hết toàn bộ khu nhà máy rộng gần 2 hectare. Tới 1 giờ 30 ngày 19 tháng 9, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, tới lúc này thì hầu hết nhà máy đã bị cháy rụi. Ông Robert Nguyễn, đại diện lãnh đạo công ty Sakata Việt Nam ở hiện trường cho biết, nguyên nhân đám cháy có thể do các thùng dung môi tự cháy và phát nổ. Do kho chứa nguyên liệu này ở hướng bị ánh nắng chiếu vào, nhiệt độ lên tới 37 đến 38 độ C đã khiến các thùng hóa chất bảo quản ở nhiệt độ thấp gặp nắng to đã bốc cháy. Rất may là lực lượng chức năng đã cô lập được đám cháy, không cho đám cháy lan tới kho xăng nằm ngay trong khuôn viên nhà máy, cũng như không cháy lan sang các nhà máy bên cạnh chứa rất nhiều kho hóa chất nitơ. Nếu không, thiệt hại sẽ không thể kể xiết. Theo phía công ty, thiệt hại từ vụ cháy tuy chưa thống kê nhưng sẽ rất lớn do hàng trăm tấn hóa chất dung môi đã bị cháy. Ngoài ra, rất nhiều mực in thành phẩm, tài liệu cũng bị cháy rụi.